Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên. Phần mềm này hỗ trợ các bạn học câu hỏi trắc nghiệm phần kiến thức chung và tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm à, vòng 2, môn chuyên môn nghiệp vụ. À, các bạn dự tuyển công chức, dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức à, có nhu cầu học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên hãy kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 59 56 54 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí, phần mềm hình thức trách nhiệm chấm viên, phần mềm à, phi lợi nhuận. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trách nhiệm trên phần mềm Thông qua các bản học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu nghị định 116 của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 9 năm 2024, nghị định này sửa đổi nghị định 138 quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và quản lý công chức. Đây là một cái nghị định mới nhất phải học trên phần mềm như thế nào thì các phần mềm khác hoàn toàn tương tự. Các bạn vào Google, các bạn tải cái file nghị định 116 này lưu vào máy tính của các bạn dưới dạng file Word. Các bạn mở cái file này lên thì nó chia lớp mất màn hình rồi. Thì các bạn chú ý nốt điều khiển cửa sổ Windows nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn. Macbook nằm bên tay trái, đó là nốt dấu trừ. Chúng ta chỉ mũi tên chuột vào nốt dấu trừ, nhấn nốt trái thì nó thu nhỏ. Các bạn lại chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ, nhấn nốt trái thì nó mở lên. Chúng ta có thể mở nhiều cửa sổ cùng một lúc sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn trình duyệt nào cũng được à, sau đó các bạn gõ vào cái thanh địa chỉ là cái giao thức http dấu hai chấm gạch chiếu gạch chiếu hình thức trắc nghiệm vn à, vì sao lại phải gõ thêm cái giao thức http dấu hai chấm gạch chiếu gạch chiếu còn tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm vn vì hiện nay cái giao thức trên trình duyệt máy tính của các bạn nó có hai giao thức giao thức thứ nhất là http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo giao thức thứ hai là https dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo phần mềm của thầy sử dụng cái giao thức http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo để báo cho trình duyệt trên máy tính của các bạn biết là các bạn dùng cái giao thức http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo bây giờ trình duyệt nó bảo mật rất cao rồi các bạn phải gõ đầy đủ thì nó mới thực hiện sau đó các bạn ấn enter thì khi mà các bạn phải gõ đúng cả giao thức và tên phần mềm thì xuất hiện cái, cái giao diện như các bạn nhìn thấy trên màn hình là đúng à, đối với công chức ở phía trên viên chức ở phía dưới à, sau khi các bạn mà gõ đúng rồi mà nó lại không xuất hiện cái giao diện như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì giải quyết như thế nào thì à, chắc chắn trình duyệt trên máy tính của các bạn nó lưu sai cái địa chỉ rồi thì các bạn phải xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính của các bạn sau đó các bạn sắp tao Windows các bạn tắt nguồn điện máy tính các bạn làm lại và xin cung cấp thêm thông tin cho các bạn là máy tính kết nối nội bộ cơ quan thì không đăng nhập được vì sao lại như vậy vì máy tính kết nối nội bộ của cơ quan nó chỉ cho phép đăng nhập các phần mềm thuộc cơ quan của các bạn vì vậy các bạn phải học trên máy tính cá nhân của các bạn thôi À, thí dụ các bạn có cái danh mật khẩu kiến thức chung, à, dự tuyển công chức hay là ôn tập kiến thức chung, à, dự từ tuyển à, kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại mục số 1.1 này. À, các bạn học vòng 2 môn chuyên môn nghiệp vụ để dạng phỏng vấn và à, thi viết trên máy tính thì các bạn chọn mục 1.2. Các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức kiến thức chung các bạn chọn mục số 2 các bạn có ký danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi sau đó các bạn chọn nhấn nó trái một lần thì nó yêu cầu các bạn xuất hiện các bạn nhập ký danh mật khẩu khi có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao là bí mật vì người khác biết được đăng nhập phần mềm nó xung đột với các bạn cũng giống như kỳ thi chính thức diễn ra số báo danh của bạn nào bạn đăng nhập thôi à, không à, không đăng nhập chung ký danh mật khẩu được À, vì vậy mỗi một bạn là có duy nhất một cái danh mật khẩu à, cho nên các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình vào trong phần mềm thì các bạn thấy à, có trên 200 tài liệu để các bạn chọn lựa ôn tập rồi à, như vậy các bạn học môn kiến thức chung câu hỏi trắc nghiệm ở phía trên còn các bạn học à, để tham gia dự thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới để các bạn thấy cái mục hai la mã nội dung kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì có các cái phần ở đây cho các bạn ôn tập. đó à, Như vậy là các bạn sẽ chọn các tài liệu để các bạn ôn tập à, vượt qua kỳ thi. Khi còn thời gian, các bạn học các tài liệu khác để khi trúng tuyển các bạn làm việc tốt hơn. Như vậy là học trên phần mềm của thầy đạt được hai mục đích. Mục đích thứ nhất là có kiến thức vượt qua kỳ thi. Mục đích thứ hai khi trúng tuyển à, chúng ta làm việc tốt hơn. Và chúng ta phải học theo phương pháp như thế nào đó Để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì chúng ta cũng làm được Đó là học theo phương pháp hiểu nội dung Và có phương pháp tư duy Thì là các bạn giải quyết được Tránh chạy show đi tìm câu hỏi trách nghiệm Vì có bạn cũng đã à, à, Gửi thầy à, Em có một file câu hỏi trách nghiệm à, Vài trăm câu thì em học cũng có được không Thầy thấy rằng là học thì cũng được là Vì thầy không biết cái chất lượng cái file đó Vì thầy không có cái file đó mà Thì cái chất lượng Câu hỏi để ôn tập Dự tuyển công chức Hay là nâng ngạch công chức Nó rất quan trọng Vì kỳ thi mà phải làm được câu hỏi Mang tính chất phân loại học viên Thế còn câu hỏi nhận biết Thông hiểu Thì các bạn đương nhiên phải làm được rồi Phân loại em này hơn em kia Chính là cái chất lượng à, câu hỏi Ở cái chất lượng câu hỏi phân loại Các bạn phải học để làm được Câu hỏi mang tính chất phân loại học viên thì các bạn bạn này hơn bạn kia là ở chỗ đó và phải hiểu nội dung thì kinh nghiệm dạy đại học thầy thấy sinh viên mà hiểu nội dung thì thi qua môn rất tốt ra trường công tác rất tốt thế còn các bạn mà học theo cái kiểu học thuộc ấy, thì không giải quyết được đó. là vì không rơi vào cái chỗ mình học thuộc là bí ngay đó xin cung cấp thêm thông tin để các bạn nắm phương pháp sau đây tôi minh họa với các bạn là các bạn phải hiểu nội dung rồi sau đó các bạn có phương pháp làm cho tư duy cho từng câu hỏi trách nhiệm là các bạn giải quyết được. thí dụ các bạn học câu hỏi ở mục nào các bạn kích chuột ở mục đó, à, sau đó các bạn chờ một chút để máy tính nó lót dữ liệu lên, thì xuất hiện cái thực đơn bắt đầu làm bài à, thực hiện đề thi, xuất hiện start thì các bạn nhấn vào start bắt đầu học lần đầu tiên các bạn nạp dữ liệu vào bóp các bạn à, học các lần sau thì các bạn có thể tự kiểm tra đánh giá. À, các bạn nhìn sang tay trái màn hình có chữ finish finish tiếng anh nghĩa là hoàn thành các bạn kích chuột vào finish xem à, như mình đã hoàn thành di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới các bạn thấy nộp bài kết thúc nộp bài kết thúc để chúng ta học lần đầu chúng ta phải nạp dữ liệu bóp các bạn sau khi có dữ liệu rồi các lần sau chúng ta sẽ tư duy được thí dụ như các bạn đọc à, loại câu hỏi à, về thi tuyển công chức thì thành nhóm thành một một nhóm để các bạn dễ theo dõi À, các bạn đọc câu thứ nhất là các bạn các môn dự tuyển công chức chọn nội dung đúng thì như vậy các môn dự tuyển công chức ở đây là nói nói chung cả vòng 1 vòng 2 thì để giải quyết câu hỏi này à, thuộc loại câu hỏi là mỗi một phương án có nhiều giá trị thì tất cả các giá trị trong một phương án phải đúng thì mới là phương án đúng phương án sai có ít nhất một giá trị sai thí dụ như các bạn đọc phương án a môn kiến thức chung à, một giá trị thứ nhất giá trị thứ hai môn ngoại ngữ à, giá trị thứ ba là môn tin học giá trị thứ tư là môn à, môn nghiệp vụ chuyên ngành thì phần mềm có hướng dẫn các bạn nội dung câu hỏi là nói là không nói rõ vòng 1 hay vòng 2 thì có nghĩa là bao gồm cả vòng 1 vòng 2 à, phương pháp làm loại câu này là à, tất cả các giá trị trong một phương án đều đúng thì mới là phương án đúng à, phương án sai có ít nhất một giá trị sai căn cứ giải quyết câu hỏi này là căn cứ vào khoản 4 nghị định 116 sửa đổi 138 điều 8 thì ở đây đáp án là đáp án B thì các bạn nạp dữ liệu box các bạn các bạn kích chuột vào file nghị định 118 thì các bạn di chuyển để đi tìm khoản 4 của cái nghị định này. Đó thì đây là khoản 4 sửa đổi điều 8. Thì điều 8 của cái nghị định 137 138 thì các bạn mở lên thì đây là nghị định 138, hình thức nội dung một thời gian thi. Thì các bạn mở nhiều cửa sổ một lúc. Chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm, à, vừa học lý thuyết. À thế thì các bạn để ý là điều 8 hình thức của nội dung thời gian thi. Thì à, gồm có hai vòng, vòng 1 là thi trắc nghiệm trên máy tính. Nội dung thi gồm hai phần, cụ thể như sau. Phần 1 kiến thức chung 60 câu 60 phút. Phần 2 ngoại ngữ 30 câu 30 phút. Như vậy à, vòng 1 là các bạn thi à, kiến thức chung à, là bắt buộc với tất cả các bạn. À, vòng 2 là môn ngoại ngữ thì tùy theo vị trí việc làm. Thì đối với vị trí việc làm không yêu cầu trình độ ngoại ngữ thì không phải thi phần 2 là mã tức là phần ngoại ngữ. Như vậy nó đổi mới ở đây là không phải tất cả các vị trí đều phải thi ngoại ngữ. Chỉ có một số vị trí có yêu cầu trình độ ngoại ngữ thì mới thi ngoại ngữ còn những cái vị trí các bạn mà thi mà không yêu cầu trình độ ngoại ngữ thì các bạn không phải thi ngoại ngữ đấy đây là cái điểm mới của nghị định 116 nghị định 138 là các bạn phải thi tất cả các vị trí thế thì điểm mới nữa ở đây là bắt buộc thi trắc nghiệm trên máy tính không thể thi trắc nghiệm trên giấy như vậy khai tử cái việc thi trắc nghiệm trên giấy. À, nghị định 138 thì có có thể cho phép thi trên giấy. Nghị định mới nhất 116 sửa 138 là không cho phép thi trên trên giấy phải trắc nghiệm. À, như vậy à, là các bạn phải hiểu ở đây là cái mới là thi trắc nghiệm trên máy tính đối với vòng 1. Cái mới nữa là phần ngoại ngữ là có những vị trí không yêu cầu thi ngoại ngữ. Đó, thì đây là cái mới. Thì cái mới có hiệu lực thì các bạn phải thực hiện theo cái mới. Thế còn cái cũ nghị 138 những cái gì mà vẫn giữ nguyên thì được thực hiện. Còn cái gì mà đã hết hiệu lực thì nó sẽ à, không còn giá trị. Đó, các bạn thấy này, về kiến thức chung 60 câu 60 phút thi thực hành trên máy tính, các bạn phải làm được ít nhất 30 câu trở lên mới qua được môn kiến thức chung. Và kiến thức chung này là tất cả các bạn, tất cả các vị trí đều phải thi. À, phần ngoại ngữ 30 câu 30 phút, các bạn phải làm được ít nhất 15 câu trở lên thì mới qua được môn ngoại ngữ ở những cái vị trí phải thi ngoại ngữ. Còn các vị trí không phải thi ngoại ngữ thì đương nhiên không phải thi. Đấy, các bạn thấy tuyệt vời không này? Thế còn lại các bạn nạp dữ liệu vào bóp các bạn là kết quả thi vòng 1 là các bạn phải làm được ít nhất 50% số câu trả lời đúng trở lên thì các bạn mới được dự thi vòng 2. Nếu phải thi cả hai phần kiến thức chung và ngoại ngữ có ít nhất một môn à, dưới 50% số câu trả lời đúng thì các bạn không được dự thi vòng 2. Đấy. Thì các bạn phải để ý là nếu thi vòng 1 à, tất cả các môn phải đạt từ 50% số số câu trả lời đúng trở lên. Và ở đây là số câu nhé, không tính số điểm. 60 câu thì các bạn phải làm được ít nhất 30 câu. 30 câu thì các bạn phải làm được ít nhất 15 câu trở lên. À, thì mới được dự thi vòng 2. Thế về cái mới nữa là môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thi à, hình thức viết hoặc kết hợp viết và phỏng vấn. Như vậy là chọn viết à, hoặc là chọn kết hợp viết và phỏng vấn. Như vậy các bạn để ý ở đây À, nó có cái mới thì các bạn xem cái mới phải so sánh với cái cái 138 thì các bạn thấy có cái mới về cái môn nghiệp vụ chuyên ngành à, thì các bạn đấy ở đây là môn nghiệp vụ chuyên ngành thì thì hình thức thi thì các bạn để ý là à, thi là các bạn phỏng vấn này đó hay là các bạn thi viết này đó chọn hình thức À, kết hợp thi phỏng vấn và viết thì là cái tỷ lệ do cái hội đồng quyết định thì như vậy là à, cái việc thi phỏng vấn hay là thi viết kết hợp với phỏng vấn thì ở đây các bạn để ý ở đây là viết là chỉ có viết trên giấy thôi còn kết hợp viết và phỏng vấn thì có cho phép thêm à, là các bạn để ý thêm thêm chỗ nào là căn cứ vào đặc thù của cơ quan tổ chức đơn vị. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, đã cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. À, có thể thi viết bằng hình thức thi trên máy tính. Đồng thời quyết định số câu hỏi phù hợp, đảm bảo số lượng tối thiểu 60 câu, tối đa 120 câu thiêu hình thức trách nhiệm. Đó. Như vậy nếu chọn à, kết hợp thi viết và phỏng vấn thì cái phần viết này hội đồng thi là cơ quan tuyển dụng công chức có thể là thi theo hình thức trách nhiệm 60 câu tối thiểu tối đa 120 câu và thời gian thi tương ứng với tổng số câu hỏi đảm bảo tối thiểu 90 phút tối đa 180 phút đó thì các bạn thấy có cái điểm mới điểm mới ở đây là vòng 2 thi môn chuyên môn nghiệp vụ có thể được phép thi theo hình thức chắc nghiệm trên máy tính viết trên máy tính đó các bạn để ý viết trên máy tính thì cái phỏng vấn này kết hợp với thi viết thì cái viết này à, có thể chọn là viết trên máy tính đó thì các bạn để ý ở đây có cái chữ hoặc à, để chúng ta chú ý cây thi một nghiệp vụ chuyên ngành à, căn cứ vào đó là người có người cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có thể quyết định tổ chức thi viết bằng hình thức à, bằng hình thức trên máy tính đó, viết trên máy tính mà cái viết này là theo hình thức trách nhiệm khẳng định như thế chứ không phải dùng máy tính để các bạn soạn thảo văn bản đâu mà viết à, trên máy tính thì à, nó sẽ có độ khó hơn theo thầy nghĩ, thí dụ như là à, nội dung phương án thì các bạn phải à, gõ kết quả vào một cái ô à, chứ không có a b c d để các bạn lựa chọn gợi ý nữa mà có loại câu là các bạn phải gọi trực tiếp vào mà không phải là à, có cái gợi ý sẵn ABCG như trắc nghiệm bốn lựa chọn vân vân thì có cái video thầy giới thiệu cái cái thi viết hình thức trắc nghiệm trên máy tính thì các bạn có thể uh, xem như vậy các bạn đã đã nạp dữ liệu báo các bạn rồi thì bắt đầu các bạn sẽ tư duy cho từng loại câu hỏi như vậy câu hỏi thứ nhất là các môn thi tuyển công chức chọn nội dung đúng thì các bạn chọn phương án A môn kiến thức chung, à, môn ngoại ngữ, môn tin học như vậy có một giá trị sai cho nên bị loại trừ như vậy môn tin học không thi nữa vì thi trắc nghiệm à, trên máy tính rồi cho nên không có bài thi tin học như vậy à, vòng 1 khai tử cái môn tin học cho nên phương án A là bị loại trừ vì sao loại trừ có ít nhất một giá trị sai phương án B môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ, môn nghiệp vụ chuyên ngành cả ba giá trị đều đúng cho nên phương án B là phương án đúng à, nội dung đúng phương án C môn kiến thức chung môn tiếng Anh môn nghiệp vụ chuyên ngành thì môn tiếng Anh thì nó là một giá trị cụ thể à, trong một trong năm thứ tiếng cho nên thì nó chỉ đúng với một giá trị cụ thể mà cái môn ngoại ngữ thì nó nó đầy đủ hơn nó đúng hơn cho nên chúng ta à, không chọn phương án C mặc dù ba giá trị này đều đúng nếu hội đồng thi chọn môn tiếng Anh phương án D môn cái thức chung, môn tiếng chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành như vậy C D là các cái môn ngoại ngữ có một giá trị cụ thể cho nên là nó không đúng bằng à, à, môn phương án B cho nên các bạn chọn phương án B là có nội dung đúng à, thì các bạn phải tư duy như vậy nè phương án nào đúng hơn cả thì chọn mà À, câu tiếp theo là các môn dự tuyển công chức chọn nội dung đúng. Phương án A môn kiến thức chung là cũng đúng này. Môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ, môn nghiệp uh, vụ chuyên ngành. Phương án C môn nghiệp vụ chuyên ngành, phương án D môn ngoại ngữ. Như vậy phương án B đúng nhất, đầy đủ nhất uh, trong uh, cả bốn phương án. Uh, như vậy chúng ta chọn phương án B. Căn cứ vào đâu? đều căn cứ vào khoảng 4, nghị định 116 sửa đổi điều 8. À uh, rồi các bạn thấy có loại câu là à, các môn dự tuyển công chức ngoại trừ thì cái từ logic ngoại trừ này có nghĩa là cái cái nội dung đó là sai phương án sai thì sẽ ngoại trừ à, chúng ta tìm ra ba phương án có nội dung đúng thì trừ ba cái đúng đi còn lại một phương án có nội dung sai thì phương án đó chính là phương án ngoại trừ à, môn cái thức chung là đúng rồi này à, môn À, nghiệp vụ chuyên ngành thì đúng rồi, môn ngoại ngữ đúng rồi, Đấy, loại trừ ba cái đúng đi còn lại môn tin học là phương nội dung sai, cho nên nó chính là phương án ngoại trừ đó. Đấy, như vậy các bạn sẽ lần lượt trả lời hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm à, ở trên phần mềm mà của thầy đó. Hay là các bạn để ý là ví dụ như là à. môn ngoại ngữ chọn nội dung đúng thì phương án a đối với vị trí việc làm không yêu cầu trình độ ngoại ngữ thì không tổ chức môn ngoại ngữ thì đây là cái nội dung đúng phương án B tất cả các vị trí việc làm yêu cầu thi ngoại ngữ 30 câu 30 phút theo hình thức trắc nghiệm đây là nội dung sai phương án C tất cả các vị trí việc làm yêu cầu thi ngoại ngữ 30 câu 30 phút theo hình thức trắc nghiệm trên giấy là nội dung sai phương án D tất cả các vị trí việc làm yêu cầu thi ngoại ngữ 30 câu 30 phút theo hình thức trắc nghiệm ở à, trên máy tính cũng là nội dung sai như vậy B C D đều có nội dung sai À, cho nên phương án A là phương án có nội dung đúng Đối với vị trí việc làm không yêu cầu ngoại ngữ Thì không phải tổ chức thi ngoại ngữ à, Thấy tuyệt vời không nè Thì các bạn thấy là à, Căn cứ vào nghị định 116 à, Để các bạn chú ý Đó. À, Như vậy các bạn thấy là Các môn dự tuyển công chức vòng 1 Theo hình thức trách nghiệm trên máy tính à, Chọn nội dung đúng Thì kết quả vòng 1 được xác định À, theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu trở lên cho từng phần thi thì người dự thi được ôn à, thi vòng 2. Đây là nội dung đúng, à, tức là phương án A. À, các phương án còn lại đều là có nội dung sai. Đó. À, các bạn để ý như vậy à, cứ vậy là các bạn ôn tập thôi, à, tùy tùy từng dạng câu hỏi. Đó. Thì à, như vậy các bạn thấy những bạn nào lại được à được là miễn thi môn ngoại ngữ. Đó, thì uh, thầy sẽ giới thiệu với các bạn à, trường hợp miễn thi ngoại ngữ. À, thì các bạn để ý ở đây là căn cứ nghị định 116 thì các bạn nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn là à, các bạn những bạn được miễn thi ngoại ngữ. Đó. Thì các bạn để ý là khoản 3 này à, điều 8 này, miễn thi ngoại ngữ à, với các trường hợp sau à, điểm A, điểm B, điểm C À, các bạn có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ theo đúng yêu cầu về ngoại ngữ của vị trí việc làm cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm dự tuyến như vậy miễn thi ngoại ngữ thì các bạn để ý là phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ nhé à, chú ý cái chữ chuyên ngành à, sau đó là các bạn phải theo đúng yêu cầu về ngoại ngữ của vị trí việc làm cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ cao hơn À, so với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm thì các bạn sẽ được miễn ngoại ngữ à, điểm B là có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm dự tuyến học tập ở nước ngoài à, bằng ngoại ngữ theo đúng vị trí việc làm hoặc bằng tiếng nước ngoài theo đúng vị trí việc làm ở ở, ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận À, đương nhiên là phải công nhận theo quy định của pháp luật đó thì các bạn mới được miễn như vậy điểm a điểm b điểm c điểm a điểm b này các bạn thuộc cái cái đối tượng điểm a điểm b thì miễn thì quá xứng đáng rồi đúng không à, về điểm c thì là có chứng chỉ dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số dự tuyển về vị trí việc làm trực tiếp đến dân tộc thiểu số hoặc vị trí công tác tại vùng dân tộc thiểu số. Như vậy ở đây các bạn phải hiểu là có chứng chỉ ngoại, à, có chứng chỉ tiếng dân tộc à, hoặc là người dân tộc thiểu số, Đó, nhưng mà phải công tác ở vùng dân tộc thiểu số, thi dự tuyển vào để làm công chức ở cái vùng dân tộc thiểu số thì là được. Đó chỉ có một cái là không quy định tiếng gì thôi, Ví dụ tiếng dân tộc Mường hay tiếng dân tộc Thái, vân vân, thì không không cụ thể, cứ có cái tiếng dân tộc là được. Đó. Thì các bạn phải chú ý cái điểm C này, à, người không phải dân tộc thiểu số nhưng mà có chứng chỉ dân tộc thiểu số, à, công tác tại vùng dân tộc thiểu số, à, dự thi tuyển công chức để công tác tại vùng dân tộc thiểu số là cũng được miễn thi ngoại ngữ à, người dân tộc thiểu số mà lại thi à, dự tuyển công chức vào cái vùng không phải dân tộc thiểu số để làm công tác thì cũng không được miễn à, chúng ta phải chú ý cái điểm này là phải làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số mới được miễn à, các bạn chú ý cái cái điểm này phải công tác tại vùng dân tộc thiểu số à, thế thì các bạn thấy là à, vòng 1 miễn thi ngoại ngữ người dự tuyển công chức chọn nội dung sai thì phương án A, B và C ở đây có cái nội dung cả ba phương án. Thì chúng ta thấy có B, C là các cái nội dung là thuộc vào nội dung đúng. Cho nên là chúng ta loại trừ được cả ba phương án. Như vậy người có bằng tốt nghiệp ngoài ngữ ở đây vân vân thì nó đúng như điểm A, điểm B của nghị định à, 116. À, phương án BC là có nội dung đúng được miễn ngoại ngữ mà ở đây hỏi là có nội dung sai thì chúng ta à, căn cứ vào địa phương án D có chứng chỉ dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số à, trong trường hợp dự tuyển công chức không công tác ở vùng dân tộc thiểu số đó thì trường hợp này không được miễn thi ngoại ngữ cho nên đây là nội dung sai vì ở đây hỏi là miễn thi ngoại ngữ mà chọn nội dung sai mà có chứng chỉ dân tộc thiểu số à, hoặc là người dân tộc thiểu số thì có cái này thôi có cái kia có cả hai thì càng tốt nhưng phải công tác ở vùng dân tộc thiểu số thì mới được miễn còn phương án d lại nói là à, người trong trường hợp dự tuyển vào công chức không công tác ở vùng dân tộc thiểu số cho nên phương án d có chứng chỉ dân tộc thiểu số à, hoặc là người dân tộc thiểu số mà công tác không công tác ở vùng dân tộc thiểu số không được miễn ngoại ngữ cho nên chúng ta chọn phương án d là nội dung đúng à, tương tự như vậy à, à, câu hỏi tiếp theo là à, câu hỏi là à, miễn thi ngoại ngữ người dự tuyển công chức chọn nội dung đúng như vậy phương án a có chứng chỉ dân tộc thiểu số và là người dân tộc thiểu số trong trường hợp dự tuyển vào công chức à, công tác ở vùng dân tộc thiểu số thì ở đây đây là một cái nội dung đúng tức là à, có cái chữ và ở đây chữ và ở đây nghĩa là vừa có chứng chỉ dân tộc thiểu số vừa là người dân dân tộc thiểu số thì um, lại công tác các vùng dân tộc thiểu số thì trường hợp này eh, là được miễn ngoại ngữ à, phương án B có chứng chỉ dân tộc thiểu số nhưng mà không nói công tác ở vùng dân tộc thiểu số à, cho nên à, phương án này à, bị loại trừ vì uh, phương án C là người dân tộc thiểu số cũng không nói là uh, công thi vào công chức công tác vùng dân tộc thiểu số như vậy B C đều có nội dung chưa đầy đủ thông tin phương án D có chứng chỉ dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số như vậy phương án D nó bao trùm cả phương án A A đúng và D đúng thì D đúng hơn A các bạn phải chọn D Tức là phương án D nó bao trùm cả phương án A Đấy, Cho nên chúng ta chọn phương án D à, Giới thiệu với các bạn như vậy à, Chúng ta để ý là à, Sau đó cái câu tiếp theo Là chọn nội dung đúng Người phương án A Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức Được bảo lưu kết quả thi công chức à, Cho các kỳ thi tuyển lần sau Và các môn thi ở vòng 1 Có câu trả lời đúng từ 50% Cho câu trở lên Thì đây là nội dung sai vì sao sai thì các bạn phải căn cứ vào nghị định 116 thì khoảng 5. à, sửa đổi điều 9 thì các bạn nạp dữ liệu báo các bạn thì các bạn thấy là là khoản 4 điều 9 người chúng người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ tuyển lần sau đó, các bạn để ý là không được bảo lưu. À, vì vậy cái nội dung phương án a người không trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức được bảo lưu bị loại trừ nó là nội dung sai. phương án b người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức à, không được bảo lưu kết quả kỳ thi cho các kỳ thi lần sau đây là nội dung đúng. Đó. phương án d và phương án c đều có nội dung sai. Đó. các bạn soi như thế phương pháp học như vậy các bạn phải học ở nhà là các bạn học cả nội dung phương án đúng và nội dung phương án sai các để các bạn biết vì sao phương án này lại sai vì sao phương án này lại đúng để các bạn có một cái hiểu sâu vấn đề từ đó các bạn sẽ có kiến thức ở trong bộ các bạn là kỳ thi chính thức các bạn sẽ vượt qua được tránh trường hợp các bạn chỉ học cái nội dung câu hỏi là nội dung phương án đúng còn nội dung phương án sai các bạn bỏ qua là không nên À, thí dụ các bạn đọc đến đây phương án B là đúng rồi Thì các bạn lại bỏ qua C Thì các bạn hãy đọc C Vì sao C sai Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức Được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển Lần sau với các môn ở vòng 1 Có câu trả lời đúng từ 70% trở lên à, Ở đây được bảo lưu là nó bị loại trừ rồi Còn cái cùng sau thì đương nhiên là sai rồi. Đó. Hay phương án D Vì sao lại sai Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức Được bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển lần sau nếu môn kiến thức chung ở vòng 1 có câu trả lời đúng 50% trở lên thì đây là cái nội dung sai hoàn toàn đó vì sao sai có hai cái chỗ sai cái sai là bảo được bảo lưu kiến thức chung à, được bảo lưu là sai đó các bạn phải học cả cái nội dung à, đúng và nội dung sai để các bạn tư duy mà hình thành cái hình thành cái năng lực tư duy à, à, cái sai trong các phương án thì thường xuyên là À, nó trong một các cái câu hỏi là có thể thay đổi, Đó. nó chỉ có nội dung câu hỏi đúng thì nó luôn luôn đúng thôi. Còn các phương án sai có thể thay đổi bằng cái nội dung sai khác. Nhưng các bạn vẫn phải học câu hỏi trắc nghiệm thì phải học cả đọc cho hết đầy đủ tất cả các bốn phương án, soi thật kỹ. À, nếu các bạn đọc lướt thì dễ bị bị bị, bị sai. À, vì kỳ thi mà các bạn đọc lướt là thường hay bị rớt. Vì vậy chúng ta phải soi kỹ từng nội dung phương án, từng nội dung à, câu hỏi. Thí dụ các bạn đọc soi à, kỹ này. À, người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải đáp ứng đủ điều kiện nào? Phương án A là có kết quả thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. À, ở đây à, là căn cứ vào đâu thì chúng ta lại mở cái file lên. Căn cứ khoảng 5. Sửa à, đổi điều... 9 thì các bạn lại nạp dữ liệu vào box các bạn đã à, thì chúng ta phải căn cứ vào đâu để giải quyết đúng là căn cứ vào tài liệu sai là có nội dung sai với tài liệu khoản 5 sửa đổi điều 9 xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tại cái khoản 1 này người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải đáp ứng các điều kiện sau chúng ta để ý là các điều kiện đó các điều kiện các tức là nó thỏa mãn cả a và b à, các ở đây là và à, một trong các điều kiện thì lúc đó là chữ hoặc hoặc tức là có cái này thôi có cái kia thì có cả hai thì càng tốt nhưng ở đây chúng ta chú ý soi kỹ nhé là có chữ các đó. thầy giáo nhấn mạnh cho các bạn biết là khi chúng ta đọc chúng ta phải soi thật kỹ à, đọc lướt là các bạn bỏ qua ngay cái chữ các này à, điểm a có kết quả thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên như vậy à, à chúng ta hiểu cái câu này có nghĩa là à, là các bạn vòng 2 mà đạt dưới 50 điểm trở lên là bị liệt rồi à, không có cơ hội à, đưa lên chung kết như vậy các các kết quả thi vòng 2 phải đạt từ 50 điểm trở lên thì mới đưa vào chung kết còn dưới 50 điểm ở vòng 2 với thăng điểm 100 mà, thì các bạn bị 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 loại ngay từ khi khi người ta gọi là điểm liệt đấy trường hợp thi kết hợp viết và phỏng vấn thì phải dự thi đủ hai bài thi cả viết và phỏng vấn và phải đạt kết quả 50% trở lên là tối đa của mỗi bài thi. Đó, nếu mà hội đồng à, cơ quan tuyển dụng công chức mà chọn viết và phỏng vấn thì mỗi một phần điểm này phải đạt 50% trở lên. Phần viết cũng phải đạt 50% và phần phỏng vấn cũng phải đạt 50% thì các bạn thấy cả hai cái đều lớn hơn năm lớn hơn hoặc bằng từ mà 50 phần trăm thì khi làm phép toán cộng lại thì nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 50 nó thỏa mãn cái điều kiện có kết quả thi vòng 2 đạt 50 điểm trở lên đó, phương pháp tư duy toán học đấy à, A mà lớn hơn hoặc bằng 50 phần trăm B lớn hơn hoặc bằng 50 trăm cộng lại A cộng B thì bao giờ cũng sẽ à, đạt yêu cầu là từ 50 trở lên đó các bạn suy luận như thế À, điểm B, à, điểm B là có kết quả thi vòng 2 cộng với ưu tiên nếu có cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu à, chúng ta để ý là trong chỉ tiêu tuyển dụng à, của từng vị trí việc làm, kể cả đối với vị trí việc làm tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan sử dụng công chức khác nhau, thì như vậy là các bạn phải xếp thứ tự À, ưu tiên từ sau khi các bạn được cộng điểm ưu tiên vào vòng 2. À, điểm ưu tiên là được cộng vào vòng 2, sau đó xếp thứ tự từ trên xuống dưới thì các bạn vẫn nằm trong chỉ tiêu. Ví dụ như là lấy 100 người thì xếp thứ tự từ trên xuống dưới các bạn vẫn phải nằm từ 100 trở lại. Đó. Thì như vậy là còn trong trường hợp hai người mà lại có tổng số điểm bằng nhau thì ưu tiên như thế nào thì các bạn đọc cái khoản 2 này. À, như vậy chúng ta soi vào đây thì để giải quyết câu hỏi này thì các bạn thấy phương án A và phương án B là đúng như điểm A và điểm B ở đây đúng như điểm A và điểm B à, phương án C là chúng ta chọn phương án A và B phương án D chọn A hoặc B thì ở đây có phương án có chữ vào và chữ hoặc thì các bạn phải loại trừ cái chữ hoặc trong trường hợp câu này vì chữ hoặc ở đây là có À, có cái này thôi, có cái kia, à, có cái kia thôi, có cái này, có cả hai thì càng tốt. thì như vậy phương án D nó không đúng, là vì à, có một trường hợp thì nó không đúng. đó, vì vậy chúng ta phải chọn chữ và các điều kiện, cho nên chúng ta chọn phương án A và B, thì đáp án ở đây là đáp án C. đó, phương pháp học các bạn hiểu nội dung và suy kỹ này, các bạn phải học suy kỹ từng từ, là các bạn sẽ giải quyết được. Ở học ở nhà phải bình tĩnh, này, đừng có vội Hết sức bình tĩnh, xoay kỹ nội dung tài liệu, nội dung từng phương án Để chúng ta có được cái năng lực tư duy Rồi có kiến thức ở trong bộ óc các bạn Kỳ thi chính thức diễn ra là các bạn tư duy được à, Các bạn muốn học lại cái mục này hoặc học cái mục khác Các bạn kích chuột vào một là mã này à, Kiến thức chung đấy. À, Sau đó nó quay lui Để bảo mật cái mật khẩu của mình các bạn làm thế nào các bạn nhìn ra góc phải trên cùng màn hình có hình người này Các bạn nhấn nút trái vào hình người Sau các bạn chọn chữ thoát để thoát ra khỏi phần mềm Thì như vậy để thoát ra khỏi phần mềm Chỉ vào dấu chiếu cửa sổ để tắt cửa sổ thôi à, Sau đó là như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong Cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm Thông qua cái tài liệu nghị định 116 này à, Các bạn học có nhu cầu học trên phần mềm của thầy kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình chúc các bạn thành công